Hi, xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Làm Đẹp Ngày Mới. Mình là makeup artist Phi Nguyễn. Như ở những tập trước, Phi đã giới thiệu đến quý vị những mẫu makeup cho ngày trọng đại của chúng ta, như là làm lễ gia tiên hoặc là những buổi tiệc tối. Và hôm nay, Phi cũng xin được giới thiệu thêm đến quý vị một mẫu makeup cho ngày trọng đại của chúng ta, vẫn là vào tiệc tối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhé. Trước tiên, ta sẽ làm sạch mặt người mẫu bằng một lớp toner. Kế tiếp, ta sẽ cho một lớp son dưỡng để làm mềm môi. Và bước kế tiếp sẽ là một lớp moisturizer để làm mềm và săn chắc da lại. Bước kế tiếp sẽ là một lớp primer để tạo độ sáng cho làn da của chúng ta. Kế tiếp sẽ là một lớp liquid foundation để che đi tất cả những khuyết điểm trên gương mặt của chúng ta. Kế tiếp sẽ là một lớp blush powder phủ lên toàn bộ lớp nền ta vừa đánh. Kế tiếp sẽ là một lớp contour để làm cho góc mặt của chúng ta được thon gọn hơn. Kế tiếp sẽ là một lớp blush powder phủ lên toàn bộ lớp nền ta vừa đánh. Bước kế tiếp sẽ là phần mắt. Trước khi đánh mắt, chúng ta sẽ gắn lông mi giả trước. Tiếp theo sẽ là một lớp eyeliner để cho đôi mắt chúng ta được to và dài hơn. Bước kế tiếp sẽ là một lớp base để tạo độ bám cho màu mắt của chúng ta. Trước hết, ta sẽ dùng một màu nâu nhạt đánh vào phần hốc mắt của chúng ta.
Sau đó ta sẽ dùng một màu nâu đậm hơn đánh vào phần trong của hốc mắt. Vẫn là màu nâu đậm, ta sẽ đánh vào phần dưới bầu mắt của chúng ta. Tiếp theo sẽ là một màu nhũ nhạt đánh vào trong phần bầu mắt của chúng ta. Tiếp theo sẽ là một lớp mascara trải lên phần lông mi của chúng ta để cho phần mi giả và mi thật của chúng ta được liền với nhau hơn. Tiếp theo sẽ là phần sống mũi, ta sẽ dùng một màu nâu nhạt đánh dọc hai bên phần cánh mũi của chúng ta. Bước kế tiếp sẽ là phần chân mày. Trước khi vẽ chân mày, ta sẽ dùng phần chì để định hình phần chân mày của chúng ta. Bước tiếp theo, ta sẽ dùng một lớp mascara trong trải lên những sợi lông mày để cho những sợi lông mày của chúng ta được nằm theo xếp hơn. Bước tiếp theo, ta sẽ dùng một lớp powder foundation phủ lên toàn bộ gương mặt của chúng ta. Về phần son, thì sẽ chọn tông màu nude để cho cô dâu của chúng ta thêm phần gợi cảm. Về phần má hồng, Vi vẫn sẽ chọn tông màu nude để cùng tông với lớp makeup của chúng ta. Vậy là Vi đã hoàn thành xong phần makeup của mình rồi quý vị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào phần tóc nhé. Vậy là Phi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình rồi quý vị ơi. Quý vị cảm thấy thế nào? Cô dâu của chúng ta hôm nay rất là xinh đẹp phải không ạ? Hy vọng rằng những giây phút vừa qua có thể giúp ích được một phần nào đó cho quý vị có thêm sự lựa chọn vào ngày trọng đại của mình nhé. Và cũng không quên xin cảm ơn đến anh Đức Quách Florist đã đồng hành cùng với chương trình, đã đem đến bó hoa rất là xinh đẹp, góp phần thêm cho cô dâu của chúng ta thêm phần lộng lẫy và sang trọng hơn phải không quý vị? Giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau nhé.